Chào cả nhà, hôm nay bữa diễn Tết mới về hàng rất là đẹp, mình chia sẻ video cho mọi người cùng coi. Đây mọi người thấy những trái bưởi vàng ươm, nhìn rất là đẹp mắt. Những cái cây bưởi diễn này là được tạo thế bonsai và trái trên cây thì rất là nhiều. Cây nào cũng trĩu quả nha cả nhà. Cây rất là khỏe ha, vừa có trái mà vừa có những lọc non. Thì cây này mình về, mình mua về mình trưng Tết cho nó đẹp, sau đó mình có trái để mình thưởng thức. Và sau khi cái đợt trái này mình vẫn có thể nuôi ha. Mình nuôi để cho năm Tết tới này mình cũng sẽ có được những trái bưởi diễn vàng ươm ở trong chậu để trưng Tết tiếp tục ở năm Tết tới. Đẹp lắm cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy những cái lọc non ha. Thì bữa diễn này rất là nhiều kích cỡ nha mọi người. Cây như từ 1 triệu rưỡi cho tới 30 triệu. Đó, nó sẽ dao động đủ cỡ cây. Đó, những cây hả 1 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi, 7 triệu và cái cây mà đẹp nhất, bự nhất như cây cổ thụ thì nó tầm khoảng 30 ha. Trên dưới 30 triệu và tùy vào cây và kích cỡ cây đó, cả nhà thấy không? Những cái cây bưởi diễn cổ thụ thì phải có một cái sân vườn rộng để mình có thể tạo những cây bưởi này ha. Cây bưởi rất đáng đồng tiền, gốc rất là to nha cả nhà, trái thì sum xê. Cả nhà thấy cái gốc thế bonsai rất là đẹp đúng không ạ? Mình thì ở dân Bình Dương ha. Mình ở ngay thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thì những ai mà ở gần gần có thể là mua những cây bưởi bự này về đang sở hữu trưng sân vườn rất là đẹp. Bưởi này đủ kích cỡ đủ giá nha cả nhà. Ai thích loại nào thì có thể liên hệ với số điện thoại ở trên góc màn hình video để biết thông tin chi tiết từng loại và giá cả. Đó, mọi người nhìn đẹp không? Thấy mê luôn cả nhà ơi. Còn đây là những cây quất. Cây quất còn gọi là cây tắc vàng ha. Quất này quất ở Hà Nội vào cả nhà. Giống quất này trái nó vàng ươm mà, chứ không phải là trái tắc Bến Tre ha. Tắc Bến Tre mình sẽ không có màu vàng được như vậy. Quay cái góc ở nhà coi nè, bự mà đẹp lắm luôn. Bỏ đồng tiền ra sở hữu mấy em này rất là đáng luôn cả nhà. Cây rất là đẹp, trái sum xê. Mình mua một lần rồi mình có thể là chơi vài năm nữa, mình cứ tiếp tục vậy ha. Mình chăm sóc mấy cây bưởi này và cứ tới Tết là nó sẽ cho trái cho mình tiếp tục. Vừa làm cảnh mà vừa có trái cho gia đình mình thưởng thức. Và bên cạnh đó rất là tốt cho phong thủy ha. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những video kế tiếp nhé.